Xin chào quý vị và các bạn, chào mừng các bạn đã đến với video tiếp theo của chúng tôi trên kênh Lê Lực Tử Vi. Và trong chuyên mục Tử Vi của ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ chia sẻ với quý vị và các bạn 4 cái dấu hiệu giàu có ở trên lòng bàn tay. Nếu chúng ta thấy có 4 dấu hiệu này xuất hiện ở trên lòng bàn tay thì cuộc đời của bạn có thể sẽ sắp trúng số và sắp đổi đời và bước sang một cái trang mới hạnh phúc, giàu có hơn. Vâng, quý vị thân mến, theo quan niệm nhân tướng học, ngoài chỉ tay ngón tay thì xem tướng bàn tay cũng có thể giúp chúng ta dự đoán được chuyện nhân duyên, đặc biệt là vận trình tài lộc trong tương lai của một người. Vậy nên nếu một ngày nào đó trên bàn tay bỗng xuất hiện những cái dấu hiệu này thì chính là điềm báo bạn dễ gặp may mắn trong chuyện tiền bạc, thần tài gõ cửa, thậm chí còn dễ trúng số độc đắc. Vậy thì đó là những cái dấu hiệu nào? Thứ nhất, đấy là có gò mộc tinh trong lòng bàn tay. Nếu một ngày nào đó trong lòng bàn tay bỗng xuất hiện gò mộc tinh nằm ở gốc ngón trỏ thì đấy cũng là dấu hiệu mang đến may mắn cho chủ nhân. Đặc biệt gò mộc tinh càng nổi rõ, đỏ hay hồng hào thì tài vận của người sở hữu sẽ càng thuận lợi, hanh thông. Theo nhân tướng học, gò mộc tinh xuất hiện trong lòng bàn tay là dấu hiệu người sở hữu sắp được quý nhân đưa lối dẫn đường, mang đến nhiều cơ hội kiếm tiền và giúp túi tiền của họ đầy lên nhanh chóng. Ngoài may mắn về tiền tài thì gò mộc tinh còn giúp mang lại địa vị và quyền thế cho chủ nhân. Và thứ hai là bàn tay xuất hiện ngôi sao trên gò thái dương. Gò thái dương trên lòng bàn tay thường xuất hiện ở phần gốc của ngón áp út. Và theo nhân tướng học, nếu may mắn có gò thái dương trên lòng bàn tay thì cũng đồng nghĩa rằng người sở hữu dễ gặp nhiều may mắn trong công việc đại phú đại quý. Bên cạnh công việc suôn sẻ, tài lộc hanh thông thì cũng theo nhân tướng học, những ai may mắn có gò thái dương trên tay còn là người dễ thăng tiến chức. Đa phần những người có nét tướng này bước sang tuổi ngoài 30 thì công việc ổn định, cuộc sống sung túc, tiền bạc rủng rỉnh nên có thể thoải mái chi tiêu mà không cần lo lắng điều gì. Và vị trí thứ ba là lòng bàn tay đột nhiên đầy đặn và hồng hào. Nếu một ngày nào đấy lòng bàn tay bỗng dưng hồng hào và đầy đặn lên thấy rõ thì xin chúc mừng, bởi đây cũng là điềm báo may mắn dành cho bạn. Theo nhân tướng học, có dấu hiệu này chứng tỏ sắp được thần tài gõ cửa, quý nhân ghé thăm, mang tới tài lộc với nhiều cơ hội kiếm tiền rất rõ ràng, thậm chí còn sắp trúng số độc đắc. Và nếu tận dụng tốt cơ hội, cuộc sống của người sở hữu nét tướng tay này sẽ thay đổi vô cùng ngọt ngào và viên mãn. Ngoài ra, nếu thấy lòng bàn tay của mình đột nhiên hồng hào cộng thêm những đường gân màu đỏ hiện rõ thì là điềm báo cả tài vận lẫn tình duyên của người sở hữu vô cùng thuận lợi. Tương lai, những người có nét tướng tay này có của chìm của nổi để dành, vừa có một gia đình luôn hòa thuận vui vẻ, ấm êm và hạnh phúc. Và thứ tư là xuất hiện nhiều đường vân ngang ở đốt thứ hai trên ngón cái. Ngoài những cái dấu hiệu như trên thì nếu bỗng dưng trên đốt thứ hai của ngón cái xuất hiện nhiều đường vân ngang thì đây cũng là điềm báo nhiều may mắn cát tường sắp đến với người chủ sở hữu. Nhân tướng học cho rằng nếu may mắn sở hữu những đường vân ngang trên đốt thứ hai của ngón cái như thế này thì trong tương lai gần, chủ nhân sẽ có nhiều cơ hội thuận lợi để thúc đẩy tài phú cho mình nhanh chóng bứt phá đi lên. Cũng nhờ may mắn liên tiếp ập đến mà cuộc sống của những người này sẽ vô cùng sung túc, chẳng phải lo nghĩ gì đến vấn đề tiền bạc. Thậm chí trong tương lai không xa, những người này còn dễ đón nhiều tin vui ập đến bất ngờ. Đặc biệt nếu đang hoạt động buôn bán kinh doanh thì mọi chuyện sẽ càng diễn tiến theo chiều hướng cực kỳ thuận lợi, với nhiều hợp đồng làm ăn lớn và lợi nhuận cao. Tất nhiên những cái thông tin được nhân tướng học dự đoán như trên không chắc chắn sẽ đúng hoàn toàn, bởi cuộc sống có người này người kia, không phải ai sở hữu những cái nét tướng tay này cũng đều sẽ giàu sang phú quý. Chính vì lẽ đó mà bạn hãy cứ tự tin vào năng lực của mình, bởi điều quan trọng nhất là sự nỗ lực trong công việc mới là yếu tố quyết định giúp cuộc sống của bạn luôn đầy đủ và hạnh phúc. Mong rằng với những cái thông tin mà chúng tôi chia sẻ ở đây sẽ giúp ích cho quý anh chị được rất nhiều trong cái việc mà phát hiện ra những cái dấu hiệu mới trong lòng bàn tay của mình để xác định được sự thay đổi đó là giàu hay là nghèo, là phúc hay là họa. Và video này chúng tôi xin được tạm dừng tại đây.
Xin được cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi video của chúng tôi. Nếu như có bất kỳ băn khoăn thắc mắc thì quý vị hãy để lại thông tin dưới cái phần bình luận của video thì chúng tôi sẽ phản hồi lại với quý vị trong thời gian sớm nhất. Và nếu như quý vị là những người mà mới biết đến kênh Lê Lực Tử Vi hoặc là những ai còn chưa đăng ký kênh thì quý vị hãy hoan hỷ đăng ký kênh để ủng hộ ban biên tập chương trình. Sau đó hãy nhấn vào tín hiệu chuông ở phía bên dưới để không bỏ lỡ những video mới nhất và hay nhất từ ban biên tập. Cuối cùng xin được chúc quý vị có những ngày tháng luôn vui vẻ, bình an và gặp nhiều may mắn. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong video tiếp theo của chúng tôi.